Sáng nay, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức Festival Khoa học Công nghệ sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề Hành trình từ khoa học công nghệ đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong khuôn khổ của chương trình diễn ra triển lãm, giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu do sinh viên nghiên cứu thực hiện theo hình thức trực tuyến. Năm học 2020-2021, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng nhận được 21 đề tài xuất sắc của sinh viên từ hội đồng cấp cơ sở. Các đề tài tham gia xét giải thưởng cho hội đồng đánh giá có tính sáng tạo, tính ứng dụng cao. Một số đề tài hướng đến nghiên cứu, đồng góp cùng cộng đồng ngăn chặn đẩy lùi và giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Kết quả, hội đồng đã xét chọn một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và một giải khuyến khích. Cũng dịp này, Đại học Đà Nẵng và Sở Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên Đại học Đà Nẵng.